Trong danh bạ, dẫu biết em ở nơi xa lạ, chẳng còn nghe đâu ngày em đi xa. Những thói quen này trắng phôi pha, có mấy đêm anh vẫn quen gọi số máy em dù chẳng một lời hồi ứng. Liệu rằng ngày mai nếu quay lại, em có ngại ngần nghe mấy tôi đừng làm nhịp chuông cứ ngân dài theo nỗi nhớ em lặng im không thôi. Có còn dùng gió này gớm người để mỗi khi ta cách xa lại nhắn vu vơ qua những cơn mơ. Em có còn dùng số này không? Em ơi, nói đi một câu người ơi, làm sao để với những mong chờ vẫn thế khi không có em. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và chắc mình sẽ xin phép được quay trở lại sân khấu để có thể mọi người bao quát hơn nhé. Dù anh vẫn biết sẽ đến khi phải cưới xa thôi, phố vắng đêm sương đã lên rồi, quán vắng em anh vẫn đang ngồi mà lòng chưa vơi. Vẫn biết những giấc mơ rồi cũng phai phôi, những thói quen rồi cũng xa vời, những dấu yêu rồi cũng xa rời tầm tay. Mà sao anh không thể lắng im cho những cơn mơ mới đêm cứ thế thôi mong thôi hy vọng, những nhịp chuông ngân lặng lẽ cất lên vô vọng. Chờ đến bao giờ nỗi nhớ sẽ vơi? Liệu em có còn dùng gió này không người để mỗi khi ta cách xa lại nhắn vu vơ qua những cơn mơ? Em có còn dùng gió này không? Em ơi,
làm sao để với những mong chờ vẫn thế khi không có.